说穿了是信念舞动，抱紧了还记忆空空，已分隔又仿佛牵动，记起某天我心归梦，彷徨于一天空，却各走各路，而我偷偷喘息，呼吸都很重。彷徨于一天空，最爱的你便不知道，旧友伤口仍然在痛。Em không thể làm bạn gái của anh được. Cái gì? Mà là lỗi của em. Em phải nỡ nói sớm với anh. Xin lỗi anh. Chiều này là Hoài Trung Bảo Nguyệt. Hiểu rõ chưa? Rõ ràng. Vậy anh chị tự tập đi. Tập lại một lần. Bắt đầu. Một. Chị My à, tài của tôi như vậy có được không? Chị My, chị làm thêm một lần nữa cho tôi coi đi. Anh nhớ, anh giúp tôi dạy dùm chị đi. Sao đây? Anh nhớ, chị My, chị có chuyện gì vậy? Sao ủ rũ quá? Chị thua bài hả? Nhiều chuyện làm gì, tập tiếp tục đi. Sao, hôm nay chưa có ăn sáng hả? Sao ủ rũ quá vậy? Chị coi chừng mấy bà sẩm nha. Nói là chị không có tập trung, nói chị gạt tiền đó. Bữa nay chủ nhật đó mà. Để một lát tập giờ xong á, tôi đã chị đi khách sạn á, ăn buffet cả sáng lẫn trưa một lượt nha, có chịu không vậy? Tôi không có ngon miệng, anh tự đi đi. Tại sao vậy? Có phải còn nhận cái họ Cam kia không hả? Hai hôm trước sau khi chị gặp hai cha con của họ, tới bây giờ vẫn còn chưa có cười đó. Tôi vậy đi, nếu như chị thấy bọn nó chướng mắt á, thì cứ để tôi nghĩ cách lo giùm cho chị. Ngồi xuống lại đi, mấy mươi tuổi rồi thì khoe khoang quá. Vậy thì phải. Phóng quả giết người được vào sàn, tu cầu sửa lộ thì mất xác. Không ngờ họ Cam này á, cũng có thể nuôi lớn cái thằng con. Chị yên tâm, ông trời thì công bằng lắm. Mai này thằng con nhất định quỷ đi hết gia tài của hắn mà. Không những chọc tức chết thằng cha mắc dịch của nó, còn giành gia tài với lại bà già của nó nữa. Anh thiệt nói nhiều quá, đi ra tập đi. Má, má à, có tin của thằng Tèo đó. Hả? Chả muốn nói là thằng em bị mất tích 20 năm đó hả? Dạ phải. Má à, má có nhớ hay không, lúc trước mình cứ đưa tài liệu cho Hồng Thập Tử đó mà. Lâu rồi. Lâu đến nỗi xem chút con quên mất. Vừa rồi có người gọi tới nói quảng cáo kiếm người của mình đã có hồi ứng. Chúc mừng chị nha, sắp sửa cả nhà đoàn tụ. Mong là vậy. Má à, con có việc con phải đi ngay. Đi đi. Nè, người này tên là Châu Hùng, bây giờ cùng cha mẹ nuôi ở Đồng Quảng. Tài liệu của ảnh nó phù hợp với tài liệu mà các người đã đề cùng đó. Chị hai à, có giống thằng Thèo hay không? Giống, nhất là cặp mắt nè, giống cái lúc nó còn nhỏ đó. Má à, con có giống không? Thì không có giống chút nào hết. Đâu có phải, chị giống lắm mà. Lúc đó con chỉ được có 10 tuổi thôi, con nhớ được cái gì? Chuyện đã 20 năm rồi, làm gì may mắn kiếm lại được chứ. Má nghĩ người này là mạo nhận thôi. Thật ra ảnh có phải là người thân thất lạ của các người không á, thì cần phải xác nhận thêm mà. Chỉ là tài liệu của ảnh đề cung phù hợp lắm. Hơn nữa anh Châu muốn gặp mặt các người. Phải. Nếu gặp mặt thì rõ ràng hơn mà. Người ta nói máu nồng hơn nước, nếu như là người thân á thì nhất định sẽ có cảm giác. Thực ra Đồng Quảng cũng gần lắm mà. Hay là cuối tuần này mình lên coi nha. Cho dù không phải thì con cũng như đi du lịch thôi. Đúng rồi. Má đã nói rồi, không muốn làm chuyện dư thừa. Má à, đâu có phải. Má coi tài liệu nè, giống y như thằng Tèo, sinh cùng một ngày. Còn nữ nho cũng là bị mất tích ở Đại Hàng Đông. Hả?
Thì phải rồi, thằng Tèo mất tích ở Đại Hàng Tây. Đại Hàng Tây? Năm xưa mới nói mất ở Đại Hàng Đông mà. Ừ, tại vì lúc đó má quên thôi. Má à, vậy má nhớ lại đi, Đại Hàng Đông hay là Đại Hàng Tây vậy? Má nhớ kỹ lại đi. Phải. Ê, đừng có ồn ào nữa, má lại thấy nhức đầu rồi. Hay là vậy nha, các vị về nhà suy nghĩ kỹ lại rồi mới liên lạc với chúng tôi. Ờ. Dạ được, làm phiền nhiều nha. Dạ cảm ơn. Không gì. Má à, chú cầm đâu đi nè. Má, má thì không đi gặp người đó hả? Tuy má đã già, nhưng mà chuyện của thằng Tèo má không có lầm đâu. Nó bị mất ở Đại Hàng Tây mà. Đại Hàng Đông với Đại Hàng Tây cũng kề cận mà thôi. Rồi có phải thằng Tèo từ Đại Hàng Tây tới Đại Hàng Đông mới bị người ta bắt đi không? Bộ con nhất định chống chọi lại với má sao? Mà nó không phải là không phải. Má đừng có bực. Miễn là cái thằng ở Đông Quảng không phải là nó. Mấy con muốn đi thì cứ đi đi. Má. Má. Tính sao đây chị hai? Bỏ đi. Bỏ? Mình chờ mấy năm mới có hồi âm, vậy là bỏ hay sao? Má nói là không muốn đi gặp đó mà. Em thì không hiểu tại sao má lại cố chấp như vậy. Lần gặp mặt thôi, không phải thì trở xuống. Tại sao lại cố chấp như vậy? Em thì càng thảm thương, vừa mở miệng đã bị rầy. Thật ra cũng có trách má. Hay em mới nghĩ coi, lúc mà thằng Tèo nó bị mất tích, mình được bao lớn. Nhưng má thì lại khác. Lúc đó má rất là đau khổ. Thật ra đã tự dân giấy mấy lần rồi mà không có hồi âm. Mỗi lần mới về nhà thì má đều khóc. Cho nên khó trách má lắm. Tại sao má lại có phản ứng như vậy? Miễn là nhà mình xui xẻo mà. Như là cứ phải thiếu một người vậy. Nhưng mà đâu thế nào có cơ hội gặp lại cũng không gặp chứ. Má nói đã mất tích ở Đại Hân Tây. Hay là như vậy, Thế Hồng tập tự đổi lại tài liệu sau đó mới kiếm tiếp nha. Chị thiệt không muốn lên đồng quả kiếm thằng con hả? Anh tưởng là xin sao? Thiền lý tầm thân. Tôi không có làm chuyện dư thừa này đâu. Có dư thừa hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thiệt không ngờ chị nó không thèm suy nghĩ, đã nói là không lên. Tôi tự biết chuyện của mình mà. Thật ra con của chị á bị mất tích ở Đại Hàng Đồng hay là ở Đại Hàng Tây đề hả? Ê, đừng có nói chuyện này nữa. Nè anh đọc báo đi. Không thể nói vậy đâu. Đứa con đã bị thất lạc á 20 năm rồi. Đương nhiên là muốn gặp mặt chứ. Con ruột hả? Nó đã tự sinh hoạt 20 mấy năm. Thì người má ruột này đối với nó cũng chỉ là người lạ mặt thôi. Cho dù là đứng ở trước mặt tôi cũng chưa chắc kêu tôi là má. Nghe chị nói vậy như là đã gặp mặt nó ha. Đừng có nói thêm nữa, anh đọc báo của anh đi. Ê, không nói thì thôi. Tôi chỉ bận tâm tới chị. Chuyện gì đây? Có chuyện gì? Cam thụ bờ cái thằng Hà Tiện này, mày cũng có ngày hôm nay ha. Đáng đời không có còn nửa đám. Kim Lưu Hoành bị tai nạn đưa tới nhà thương. Chiếc xe bị lật ngã. Tiền đáng đời. Đáng đời mày, đáng đời. Cam Lưu Hoành hả? Ở phòng bệnh riêng tư ở lầu 3. Bà đi thang máy lên đó là sẽ thấy. Tôi nghĩ chờ luận báo cáo của phiên hoàng tuyến là có thể xuất viện. Nếu như không có gì đặc biệt thì coi như là khám sức khỏe thôi. Khi không bị trật chừng, báo hại không thể đi đâu hết. Ông có muốn ăn trái cây không? Được. Tôi đi rửa. Cảm ơn. Chỉ coi như là chưa có hề sinh nó. Kiếp này cũng không có được nhận lại nó. Nè con à, thôi chúng ta đi phố nha. Các con chịu, con muốn được rồi, má sẽ mua cho con mà. Ngoan nha, con má đi. Được rồi. Nè, chúng ta đi mua ha, ngoan. Ơ, để tôi. Ờ, cảm ơn nhiều. Tôi thiệt là tệ. Lưu Hoành của tôi nó không sao chứ? Bà yên tâm đi, cậu không sao đâu. Bà Cam. Cảm ơn bác sĩ.
cảm ơn. Lũ Quanh. Ế má. Sao tối qua ngủ có ngon hay không? Tối qua con ngủ thiệt là ngon lắm. Nhưng mà con nghĩ má thì không được ngủ ngon đâu. Tối hôm qua má đã tới, hôm nay không cần tới nữa. Sao lại không được? Má đâu có cần phải đi làm. Má có nấu đồ bổ tới cho con tẩm bổ đó. Ê da, cũng may vừa rồi chỉ ăn qua loa mà thôi. Nếu như không đâu có được uống canh ngon của má. Wow, thiệt ngon quá. Có ai tới thăm con hay không? Thì sáng nay anh rể và chị hai tới. Còn có ai hay không? Con của má từ Canada về đây bao lâu chứ? Đâu có bạn bè gì, thiệt chán quá đi. Vậy thì tốt rồi, con có thể tịnh dưỡng. Mình là người giàu có, thường có người tới dựa hơi. Kẻ nịnh bợ cũng có, kẻ muốn dựa hơi cũng có. Quan trọng nhất là phải chọn bạn khéo léo. Má à, yên tâm đi, con biết mà. Cô y tá à, làm ơn múc thêm chén canh ngon của má tôi. Dạ được. Vô đi. Mami, vừa rồi thấy má ăn cơm không ngon miệng, con pha ly trà xong cho má nè. Cảm ơn con. À nè, không đi cá ngựa đêm với ba của con sao? Thôi đừng, công việc làm chưa có xong, hơn nữa cái đám đàn ông đi theo làm gì. Cá ngựa xong, cho dù là ăn hay là thua, họ cũng có tiết mục khác mà. Mất công cản họ đi tắm hơi đấm bóp. Làm đàn bà nhiều khi cũng phải khéo léo một chút. Trói càng chặt thì phản ứng càng lớn. Phải thả lỏng một chút, để nó ra ngoài chơi. Chơi chán rồi thì nó sẽ biết quay trở về. Về tới thấy con không chấp nhất với nó, nó cũng sẽ xử tốt với con. Đây có phải là đạo lý vợ chồng của ba má bấy nhiêu năm nay không? Nói ra thì không phải vô lý. Đi chơi cho vui còn hơn là đã động chân tình. Nếu như đã sanh con thì cảm tình nhất định sâu sắc lắm. Má nói cái gì đây hả má mi? Bà của con thương Lũ Hoành như vậy, nếu biết má ruột của nó chưa chết. Má ruột của Lũ Hoành chưa chết hả? Lúc mà má ẩm nó về, nói là má của nó đã qua đời rồi mà. Con có còn nhớ hay không, khi má sanh thằng Tổ ra, ba của con đã bị đụng xe. Bác sĩ nói là ổng không thể sanh con được nữa. Ba của con thích có con trai. Má nhớ có lần ổng nói với má, thằng con út của chị Diệu Quang là con của ổng, cho nên má mới nghĩ tới là để kiếm chị Diệu Quang lấy về đứa con. Thủ Bơi. Nó là con của anh hả? Phải. Lại đây, lại đây. Qua đây ngồi. Hoàng quá con cũng biết không? Má cho phép ổng thương thằng con, nhưng mà không cho trong lòng ổng có người đàn bà khác. Ở cùng mình đã chết hả? Phải. Em xuống tới dưới quê kiếm bà con của bà nói là chị My đã bệnh qua đời, để lại đám con cái, không có ai đếm xỉa tới. Em năn nỉ đủ điều bỏ ra một ít tiền, họ mới cho em dẫn đứa bé này về. Bấy nhiêu năm nay, con My vẫn giữ lời hứa, không hề lộ mặt. Nếu như vậy thì bấy lâu nay bà vẫn tưởng là dì My đã qua đời rồi. Phải. Má nghĩ là bấy nhiêu năm nay đã bình yên vô sự, từ nay có thể yên lòng an giấc. Ai ngờ hôm nay khi má tới nhà thương thăm Lũ Hoành, má đã gặp bà đó. Bà cũng ở nhà thương? Phải. Má lo là bà sẽ nhận lại đứa con. Má thấy bà đứng lấp ló trước cửa phòng của Lũ Hoành. Khi thấy má tới thì bà bỏ đi liền, từ cầu thang ở đằng sau. Má mi có nhận lầm hay không? Không đâu, bà có quá ra trò má cũng nhận ra. Có phải tại vì Lũ Hoành xảy ra chuyện bà đi thăm nó mà thôi? Má sợ là không đơn giản như vậy. Má lo khi bà nhận lại thằng con, thằng con thuộc về của bà, chừng đó người chồng cũng sẽ đứng về phía của bà, thì má sẽ hết chỗ đứng. Má mi à, má đừng có lo xa quá như vậy. Câu chuyện chưa có chắc bi quan như má nghĩ đâu. Không thể không có lòng phòng hờ. Hai mươi mấy năm bà không có hề lộ mặt, đột nhiên bà xuất hiện khiến má thiệt là bối rối phân vân quá. Nếu như má không có yên tâm
hay là má mời bà ra trò chuyện đi. Con nghĩ cùng lắm là bà vì tiền thôi. Nếu biết bà ở đâu thì đâu có cần phiền. Hai mươi mấy năm nay không có liên lạc, đột nhiên bà xuất hiện thì khiến má phần dần quá. À, con có một người bạn, anh mở sở trên Thánh Tư. Nếu như muốn kiếm dì mì, con nghĩ anh sẽ có cách mà. Thiệt à? Con hãy nhờ anh kiếm dùm cho má. Nè, nhớ đừng có cho bà con biết nha. Má yên tâm, con không muốn đột nhiên lại xuất hiện một bà má nhỏ. Coi chừng bà cái đã. Đừng hối hận nha. Ăn. Con đã bị thua. Dĩ nhiên rồi. Đánh cờ thì càng già càng cay. Ăn bánh đi. Ông à, Lũ Hoành nó vừa xuất viện, đừng có ăn hiếp nó, phải nhường cho nó đó. Quầy, đâu có được nhường chứ. Chiến trường ở không có cha con đâu. Dạ phải, đánh cờ nhường tới nhường lui đâu có ý nghĩa gì chứ. Trần trại đánh cờ cũng giống như làm ăn vậy, nhất định phải có thực lực. À, bắt chước người ta bàn chuyện làm ăn rồi. Cha nào thì con nấy mà. Lưu Hoàng tốt nghiệp trở về cũng là muốn nới rộng tay chân thôi. Dạ phải, trở về bấy lâu, ngày nào cũng chỉ ăn uống thôi. Vũ hội cũng đi rồi, nhà thương cũng vô luôn, đâu còn gì làm. Nè nè, đừng có ăn nói bừa bãi. Miễn là ba không có cho con làm công tử bột đâu. Nè, dạo này Thế Phong đã mua công ty hàng không Thế Kỷ. Hay là con theo anh rể con đi học làm ăn đi. Dạ được. Thế Phong, tuy nó là em vợ của con, nhưng mà nếu như nó làm lỗi cũng không cần để mặt đâu, cứ rầy là xong. Thưa ba, con biết xử mà. Hơi, cái gì mà giám đốc nhân lực? Thiệt ra là công ty Hà Tiện thôi. Cái ông chủ hội đồng mới kia cũng không phải là người tốt rồi. Bắt mình lên để chuẩn bị tài liệu, mai mốt theo tài liệu này để sa thải hả? Hơ, tôi thì không muốn làm chuyện vô duyên này. Hả? Anh xin năng làm gì chứ? Ông chủ không có ở đây. Tập trung làm việc đi, đừng có phá tôi. Chuyện gì chứ, thất cổ cũng phải được nghỉ xá hơi mà. Chuyện gì đây? Bị thất tình rồi, muốn gửi tình nơi công tác hả? Chết đi. Cô đã xóa hết tài liệu của tôi rồi. Tôi thích đó. Tôi thích như vậy nè. Bực bội như vậy có phải bị đài nào bỏ không? Chuyện đời là vậy mà. Không phải anh bỏ người ta thì người ta bỏ anh. Anh đừng có mặc cảm. Tôi không trách quá khứ người khác đâu mà. Tôi thông cảm lắm đó. Làm phiền đổi chỗ giùm. Được. Sao đây, lên văn phòng làm việc có quen hay không? Thì ngồi cứng cả lưng. Còn bị con Nancy quanh tạc kế bên. Cổ mà cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bị điếc luôn đó. Chắc em chạy không thoát đâu, tiếp nhận Nancy đi. Thằng em của chị cũng chưa có đòi trụy đến nỗi này. Đòi trụy cái gì? Bộ bây giờ kén lắm sao? Chị là chị em của cổ, dĩ nhiên là bên cho cổ. Thôi đừng có nói nữa, ăn đi. Đi lấy khăn giấy cho chị đi. Ờ. Lên máy bay hả? Phải. Vừa xuống máy bay thôi. Mua đồ ăn hả? Phải, tôi mua đồ ăn. Không làm phiền anh. Ngó cái gì? Em đâu có gì. Khăn giấy của chị đâu? Phải. Không cần, chị có. Còn nói là không gì, thấy người ta thì tâm thần hoảng hốt. Bộ nhớ người ta lắm sao? Không phải. Chỉ là chia tay rồi, không có thể làm bạn bè. Không biết là sao vậy thôi. Đang bước tới đó. Xin lỗi nha, tôi đi trước. Bye bye. Bye bye. Ngó cái gì nữa, cổ không có dựa em đâu. Đừng suy nghĩ tới nữa. Dù sao đã cặp kè mà, sao lại không suy nghĩ? Em thì là hết cách rồi. Chị nghĩ bây giờ em cần một cuộc tình mới để quên đi cuộc tình năm xưa, cho nên là phải tiếp nhận Nancy. Ê, vậy là bỏ đi sao? Chị đừng có nhắc tới Nancy. Ok, không nói. Dùng cuộc tình mới đi gắn vết sẹo cũ hả? Thôi đừng, tôi thà suốt đời bị vết sẹo cũ. Gia Hùng, tang sở anh vẫn chưa làm xong việc sao? Chưa, có làm xong rồi sao? Tôi cũng chưa, nhưng mà tối nay tôi có hẹn. Nè, anh chưa đi chứ hả? Chưa,
Ê, như vậy làm ơn làm giùm tôi luôn nha. Làm ơn đi, cùng lắm là tôi đã ăn trưa. Làm không xong cũng không sao, ráng làm đi nha. Hẹn ngày mai gặp, bye bye. Có ai muốn đánh gián cờ này không? Người đẹp Jenny. Đánh một ván cờ đã. Chào, tôi là Bunny, muốn đổi xứ với chị. Cứ ra tay đi. Chiếu thứ. Hết cờ rồi chứ? Chúc mừng chị Jenny. Không cần nản lòng đâu Tony. Thất bại là mày thành công đó mà. Lần sau chơi tiếp nha. Có cơ hội cho chị ăn lại. Thực ra tôi cũng những đánh cờ thất bại. Làm người cũng thiệt là thất bại lắm. Vì công việc phải làm chuyện vô duyên. Trên đường tình là bị người ta bỏ. Hôm nay tôi đi làm cũng là một chuyện vô duyên này. May là đường tình không có gì trục trặc. Nè, tại sao chị lại bị người ta bỏ vậy? Tại mình không có đủ điều kiện. Thực ra tôi cũng biết cuộc tình này không có lâu dài, nhưng không ngờ là dứt mau như vậy. Bây giờ trong công ty gặp mặt vẫn còn thấy ái ngại. Hèn chi nói chuyện yêu đương trong văn phòng là một điều cấm kỵ. Thời buổi đã khác rồi, gặp lại vẫn là bạn bè. Chị phải học hiểu, nhìn mặt bạn trai xưa của chị. Mong là tôi làm nổi, lần sau sẽ trò chuyện với chị tiếp. Bye bye. Hôm nay chị thiệt là tội nghiệp. Ê, bị thất tình để tập trung công tác là một chuyện tốt đó mà. Vừa giết thì giờ vừa kiếm thêm tiền phải không? Anh không cần hỏi tôi cho ra tiền. Tôi làm thêm giờ không có tiền đâu. Đó là công ty gì đây? Làm thêm giờ không trả thêm hả? Hèn chỉ bị nghèo như vậy. Tiết kiệm chút đi. Cuối tháng đâu có phải là chưa ăn cơm. Tôi tốn nhiều tiền để tôi đãi cho. Anh đãi? Ăn kem không? Đi đi. Qua sao sang quá vậy? Đãi tôi ăn nhiều thứ vậy? Trúng có ngựa hả? Trúng ngựa là chuyện nhỏ, thăng chức mới là chuyện lớn. Anh thân chứ sao? Em bên này. Có biết không? Chuyện như vậy, tôi còn thiếu 20 điểm là có thể lên giám đốc truyền tiêu đó. Vậy làm sao lấy được? Bán thêm mớ hàng là xong. Anh không nhìn mắt tới tôi chứ? Chỉ cần bán thêm mớ hàng là có thể thăng chức mà. Mày có biết không? Lên làm giám đốc là quay học được chia thêm 5%. Phải đã không? Đã lắm. Đã phải không? Mày muốn tôi được tốt không? Ý gì đây? Bấm máy. Bấm máy làm gì? Cho tao mượn tiền. Đã biết không tốt là như vậy mà. Đãi tôi ăn nhiều thứ như vậy, cuối tháng không có tiền đâu. Có tiền hôm nay, chút tiền cũng phải có chứ. Anh không tin hả? Tôi bấm cho anh coi. Được được. Tôi chỉ còn 89 đồng thôi. Đằng nào cũng phải trả tiền nhà, trả tiền cả. Không tin thì anh coi. Wow, nhiều tiền như vậy mà giám đốc không có hả mày? Hả? 10.089 đồng. Sao mà nhiều quá chị? Quay, rút tiền đi. Ê, tao giúp mày. Tiền này không thể dùng. Quay quay, đi đâu vậy? Bỏ mặt tôi đi, đừng có theo tôi nha. Cái thằng khỉ này không mắc bẫy ha. Đây nè. Dâu. Có phải cô đã chuyển 10.000 cho tôi không? 10.000 bạc đó vốn là của anh. Nghĩ là năm xưa xử vậy với anh tôi cũng thấy ái ngại. Ái ngại cái gì? 10.000 bạc đó là tiền học phí mà. Beethoven sống lại cũng không lấy mắt như vậy. Thì không biết phải nói là anh đơn thuần hay là anh dại dột.
Tôi đi lấy lời anh như vậy mà anh vẫn chịu đưa. Tưởng không biết cô đang chiếm lời hay sao? Nhưng mà nếu không để cho cô chiếm lời, cô đâu có chịu tới tôi. Cho nên bây giờ càng không dám kiếm anh. Tiền thì tôi trả nổi, nhưng mà cảm tình tôi thì trả không nổi. Đâu có ai biết cô trả chứ. Bây giờ cô trả lại tiền cho tôi như vậy, coi như là tiền chia tay hả? Anh đừng nói khó nghe như vậy. Tiền bạc cho rành mạch thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn học đàn nữa. Không có thể cặp kè thôi, vẫn có thể làm bạn mà. Tôi thấy hôm xưa cùng cô đi dạo phố, ăn cơm, cine được vui vẻ lắm. Cô có thể coi tôi là chị em mà. Chị em? Anh có thể coi tôi là chị em hả? Được, dĩ nhiên là được. Được thì sao? Được mà. Hay quá. Tôi sợ sau khi chia tay anh sẽ bỏ mặc tôi. Vậy thì hay quá, mình có thể làm chị em rồi. Vậy là từ nay tôi khỏi phải tự ăn mì gói tội nghiệp vậy. Muốn ăn cái gì? Anh đãi nha. Được. Taxi. Tuy nói là gặp lại vẫn là bạn bè, thực ra tôi thật không muốn chỉ là bạn bè. Nhưng mà nếu không nói vậy, chỉ không đếm xỉa tới mình. Bây giờ một điều tốt nhất là lúc nào cũng có thể gặp được chị. Bunny, chị đừng có đáng lòng. Có lẽ chị ở dáng lâu dài một chút thì hắn nhất định sẽ bị chị cảm động. Anh này Jenny, chị làm việc ra sao? Hôm nay có phải làm chuyện vô duyên hay không? Tôi hôm nay càng vô duyên hơn nữa. Nói thiệt nha, tôi thì không biết làm sao mà đáng tiếp đây. Tôi cũng vậy thôi. Ông chủ mới lên nhiệm nói là phải điều chỉnh lại mới, các chuyên viên mới rõ ràng, là muốn bỏ bớt người thôi. Bây giờ đêm nào tôi cũng phải làm thêm giờ để làm những chuyện lặt vặt. Cứ làm như vậy làm gì có tương lai chứ. Dạo trước đang đi học kế hoạch bồi dưỡng nhân viên hành chính của công ty, nhưng mà công ty có nhiều người giành chỗ. Tôi nghĩ tôi cũng không có hy vọng này. Thật là một tương lai u ám. Chán nản như vậy, hay là đánh một ván cờ đi. Tại sao không? Chiếu tướng. Giỏi thiệt, tôi chịu thua. Yeah. Hey, mình ăn lại một ván rồi. Hẹn ngày mai đến lại nữa nha chị Jenny. Nếu như chị không phục, ngày mai đến lại nha. Tony. Hay là chúng ta đánh trước mặt đi có được không hả? Ông Cầm. Kêu tôi Jenny nha. Jenny. Phải đó Bonnie. Chè đậu xanh thêm sữa. Cảm ơn. Ăn ngon hơn đó. Thiệt ngon ha. Ban đầu tôi tưởng Jenny là một cô gái. Tôi còn tưởng Bonnie là một người đẹp. Tôi cũng đã từng dùng tên thiệt để mà đối thoại, nhưng mà tên con trai không có ai chịu trả lời đâu. Anh Hùng có cái nhìn giống nhau. Nè, nói thiệt nha, nghe nói là cái ông chủ mới tới của anh thiệt là vô lương. Ông vô lương kiểu nào vậy? Không cần khẩn trương, tôi đâu phải là ông chủ, tôi là trợ lý công đổng thôi. Thật ra tôi cũng không biết ai là vô lương. Thôi thôi, không có gì. Không cần sợ mà. Tôi vậy đi, anh cứ coi như tôi là Jenny. Dạ. Tôi nghĩ như vậy. Cứ nói là giảm bớt nhân thủ. Nếu ông chủ còn điều gì, chứ giảm bớt nhân thủ thì nghĩa là muốn giảm bớt chi phí thôi. Sao các nhân viên chức lại không biết ảnh hưởng tới sĩ khí chứ? Bỏ nhỏ mà mất lớn thôi. Anh nói như vậy cũng rất là có lý. Nhưng mà anh thường ngày
Có nói chuyện với ông chủ thẳng thắn như vậy không đây? Thường ngày tới khi có dịp được gặp ông chủ. Vậy chủ quản bộ môn có đâu hả? Bộ môn thì cần chúng tôi thì gái nhiều đó mà. Chủ quản thì lo bế các cô, không có đảnh đếm xỉa tới tôi. Nè hỏi thiệt nha, trong công ty của mình bộ môn nào là nhiều gái đẹp nhất hả? Đâu có cần hỏi, dĩ nhiên mấy cô đi bay. Qua anh rành thiệt ha. Anh chắc chắn là có số điện thoại của họ. Đâu những lời số điện thoại, còn biết nhiều thứ nữa kìa. Nếu vậy cho tôi biết chút đi, đừng có độc chí mà. Mai lên đi. Đây nè, để tôi xách cho. Ê, không cần đâu, vali trống mà. Lại mua hàng hả? À, phải phải, lần này cũng nhờ tôi giúp một tay. Định mua hết sách tài tân thời nhất của Âu Châu về đây. Vậy chú hay cô phát đạt. Ừ, cảm ơn. Ê, tan sở xong anh có được rảnh hay không? Chuyện gì? Không, tôi với chị Yến đều không có ở Hồng Kông, cho nên cửa tiệm không có ai coi. Vì vậy nên lo lắng lắm nếu như anh... Tôi có thể làm gì? Đơn giản thôi, anh coi chừng tiệm dùm cho tôi là được rồi. Anh cũng biết giờ có nhiều lưu manh lắm. Nè, tôi đưa chìa khóa cho anh nha. Nếu như có thơ thì nhận dùm tôi, có được không? Không thành vấn đề. Cảm ơn. Thật ra anh không phải cố tình tới đâu. Chừng nào rảnh rỗi ghé ngang, hay là đi qua cũng được, không có sao. Không cần nói nữa. Anh và Hùng sẽ sơ ý đi ngang để coi tiệm cho chị, rồi sơ ý quét nhà luôn cho chị. Được mà. Mặc kệ chị đi. Đây nè, tới giờ lên máy bay rồi, còn không đi mau. À, tôi không bận nữa. Cảm ơn nha, bye bye. Ok, bye bye. Cảm ơn ha. Chơi cho vui nha. Anh là chủ ở đây hả? Không phải, là bạn của tôi. Ai nấy đều nói vậy mà. Không phải đâu là thiệt đó, có chuyện gì gấp? Chúng tôi nhận được thư khiếu nại của công ty mỹ phẩm nên mới tới coi coi. Chúng tôi chỉ bán hàng miễn thuế thôi. Hàng miễn thuế thì không sao, đâu có biết hàng giả mạo hay không. Cái này là cái gì? Son môi. Dẫn anh ta về. Đài nào nó cũng bậy thiệt. Bán đồ miễn thuế đã đành, còn bán luôn hàng giả mạo khiến cho em khi không lại bị bắt. Bỏ đi, bây giờ đã không sao rồi. Em à, đi tắm đi. Ờ. Khoan đi đã. Con vẫn còn tới lui với con Hoa đó hay sao? Cũng không phải tới lui gì, chỉ là bạn chung sở với nhau thôi. Bạn chung sở? Tại sao không thấy cổ giao chìa khóa lại cho con Huệ? Con hãy sáng suốt một chút đi. Nói tướng mạo có nhiều người khá hơn con. Nếu về nói tiền con lại không có. Đâu có con gái nào mà thích con chứ. Rõ ràng là muốn chiếm lại con. Chia tay rồi còn sai con làm thứ này thứ nọ nữa. Con phải giỡn với con sao? Cổ không phải thứ dừng đó. Phải. Coi như má nói sai, má đổ oan cho cổ. Cổ là con gái tốt, con cứ đâm đầu vô đi. Từ nay có chuyện đừng có điện thoại về nhà nữa. Má không có nhiều tiền để đảm bảo cho con đâu. Má. Thôi bỏ đi em, đi tắm rồi đi ngủ nữa. Em không tắm, hai chị đi tắm đi. Nghe Hùng. Hùng à. Em đừng có như con nít đã khuya rồi mà còn tới công viên để ngồi. Chị làm gì mà khẩn trương vậy? Chị lo em lạc đường hay sao? Em đâu phải con nít. Em đừng có quên lúc nhỏ em bị thất lạc cũng là chị Hai kiếm em được. Dĩ nhiên là chị phải khẩn trương. Em thà lúc đó chị không kiếm lại em. Đừng nói như vậy. Em thì không biết tại sao. Từ nhỏ tới lớn má đều ghét em như vậy. Em nói cái gì làm cái gì bà cũng không hài lòng. Em thì không biết có phải con của bà hay mình... không. Má cực khổ lắm mới nuôi lớn mình lớn khôn. Có lẽ là cách biểu đạt của má em cũng có dễ dàng gì tiếp nhận được. Nhưng mà má cũng vì lo lắng cho em mà thôi. Em đã có tuổi rồi, em làm việc gì cũng phải có lý do chứ. Không có hề hỏi han cứ lo chửi mắng. Em hãy thử nghĩ coi, đại nào nó cũng có lỗi đó mà. Nhờ, nó mở tiệm không có sao, nhưng mà ở trong tiệm có bán đồ giả thì nó phải nói cho em biết chứ. Cửa tiệm đó là cổ mở chung với người bạn đó mà, biết đó là hàng giả của người bạn thôi. Rồi cả cổ cũng không hay biết gì chứ, có phải vậy không? Em đó nhờ, biết nghĩ cho người ta sao không tự biết nghĩ cho chính mình. Má biết cái tính này của em cho nên mới sợ em bị thiệt thòi mà thôi, cho nên mới rầy la em. Thì ngày mai em đi nói xin lỗi với má. Nhớ mua luôn đồ ăn sáng, để má dậy xong thì về ăn. Má dù một chút thì má sẽ cảm thương em nhiều hơn.
Chị My, chị có rảnh hay không? Trò chuyện một lát nha. Chị có còn nhớ cái chỗ này hay không? Hơn 30 năm trước, khi tôi với anh Bời từ dưới quê tới đây, thiệt nghèo lắm. Nghèo đến nỗi không có một xu nào hết, nhịn đói đến nỗi xem ngất xỉu ngoài đường. May là có chị với anh Diệu Quang, thiệt là tốt bụng, mua một chén cơm xá xíu cho chúng tôi ăn. Chén cơm xá xíu đó thiệt là thơm quá, bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Bà Cam, chuyện đã qua rồi, bà còn nhắc lại làm gì nữa? Bà đến kiếm tôi có chuyện gì? Tôi biết xưởng của Diệu Quang bị lỗ lã, sau khi anh Bời tiếp tay đi làm đã được trở lại khá hơn. Trong lòng của hai vợ chồng chị thì không có được thoải mái, nhưng mà làm ăn thì đôi khi cũng phải coi số mạng của mình, không thể nào trách chúng tôi. Như là chuyện giữa chị và anh Bời, tôi đâu có trách chị. Tôi với Cầm Thụ Bời đâu có gì. Có người đàn bà nào không ái ngại chồng của mình có tư tình với người đàn bà khác, hơn nữa đã sanh cả đứa con ra. Chị cũng đã lấy lại thằng Tèo rồi. Nếu không phải tôi vì anh Bời, sao tôi lại chịu nuôi con cho người ta? Cũng may từ nhỏ tới lớn Lụ Hoành nó cũng theo tôi lắm, coi tôi như là mẹ ruột của nó. Khi nó biết rõ thân thế của nó cũng không ái ngại. Thằng Tèo nó đã biết được thân thế của mình. Khi tôi ẵm nó về nhà, hai đứa con gái của tôi, tụi nó cũng đã lớn rồi, đâu có thể gặp tụi nó được. Chỉ đành nói với thiên hạ là má ruột của nó bị bệnh qua đời. Mấy lâu nay nó sinh hoạt được khá lắm, cả nhà chúng tôi ai cũng thương mến nó. Tôi không muốn trong giờ phút này có ai tới phá hoại cuộc sống của nó. Chị nói như vậy là ý gì đây? Tôi biết chị đã tới nhà thương thăm Lụ Hoành. Tôi không biết chị muốn cái gì. Chị muốn lấy lại đứa con à? Không đâu, tôi không nghĩ lấy lại đứa con đâu. Còn anh Bời, chị định gặp lại anh à? Không, chị đừng nhắc tới cái tên này nữa. Cả con cũng đã sanh ra, đừng có nói với tôi là chị không có cảm tình với anh. Chị tưởng là tôi muốn sanh đứa nghiệt chủng này sao? Tôi không có chút cảm tình với hắn, tại hắn cưỡng ép và hãm hiếp tôi. Lúc đó còn nuốt luôn cái xưởng của Diệu Hoàng. Rồi 2 năm sau, Diệu Hoàng bị bệnh và qua đời. Cả nhà chúng tôi cô nhi quả phụ thì phải mang ơn thằng súc sinh này. Kiếp này tôi cũng không muốn gặp nó nữa. Còn cái thằng nghiệt chủng đó, cứ nhìn thấy nó là nghĩ tới mình bị ô nhục. Tôi không gặp nó đâu. Xin lỗi, tôi không biết nhiều chuyện như vậy. Giờ chị đã biết thì có thể yên lòng làm bà phu nhân của chị rồi chứ. Tôi mong từ nay đừng tới kiếm tôi nữa. Tôi không muốn có ai nhắc lại chuyện này. Mua cháo trắng với giò cháo quẩy ở trên nhà cho má. Con tưởng má chưa về kiếm xong. Con không cần làm hiếu thảo như vậy. Má không muốn nói nữa. Má à, má không được khỏe hả? Tránh ra. Con đưa má lên nhà. Má còn đi được mà. Coi nè, cái chỗ này thiệt 20 năm như một. Cách trang trí cũng giống nhau, cũng vẫn như vậy. Không tiến thì thoái, coi bộ không thể áp dụng vào chỗ này. Trang trí cổ xưa thì hút được khách hoài cụ như ba. Không phải, bà tới đây á là vì nó được cổ xưa. Bà có chuyện muốn kể? Hôm xưa ở chỗ này là nơi uống nước giải trí của những người giàu có. Bà không dám nghĩ tới đâu. Nè, tới làm hộ bàn thì còn được, tại vì nghèo mà. Nhưng mà ba má đi đời của con thiệt tốt với bà lắm, không hề chê bai bà. Bà làm thành công mối làm ăn đầu tiên đã đưa bà tới đây uống nước.
Bà tiết kiệm lắm, chỉ kêu một ly nước cam và ngồi ở đây cứ uống từng tí và ngồi cả buổi chiều. Như vậy ba và bà quen biết lúc còn hàng gì? Chỉ tiếc là khi bà làm giàu, bà đã qua đời. Nếu bây giờ bà còn sống, cả nhà được đoàn tụ, thì đời bà sẽ không còn gì thế thẹn nữa. Hai cha con đang nói gì đó? Ê má, ngồi đi. Không, đang bàn tới chuyện gì mi mà thôi. Vậy sao? Hey, tiếc là hôm xưa đã quên hỏi bà chồng ở đâu. Không biết bây giờ có biến thành cô hồng cát đảng hay không. Nếu chị mi biết Lụ Hoành bây giờ nó nên thân như vậy thì ở dưới suối vàng cũng được an giấc. Chỉ tiếc là Lụ Hoành nó không có ấn tượng gì với má của nó. Kẻ làm má lớn này lại không thể thay thế. Cái gì là má lớn má nhỏ đây? Trong thâm tâm của con chỉ có bà má thôi. Không sai đó Lụ Hoành à. Thật ra má của con thì là tốt lắm. Từ nhỏ tới lớn đã coi con như là đứa con ruột vậy. Nè, mẹ ruột á không có lớn bằng mẹ nuôi, phải không? Bà má sinh con ra đã qua đời rồi. Bà má này á còn sống thì con phải hiếu thảo với bà. Con biết rồi bà. Có bao giờ con không hiếu thảo với má không đây? Nếu hiếu thảo thì kêu ly nước cho má đi. À, Lưu Quỳnh à, có giờ rảnh á thì làm thêm việc thiện cho bà, coi như là tưởng niệm tới cố nhân. Dạ được ba. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, cẩn thận nha, cẩn thận. Chị Mi Anh Nhất, hôm nay thiệt chất giả cho anh chị. Ê, đâu có đáng gì chứ. Phải, sẵn chúng tôi còn đủ sức, thiệt nên giúp đỡ cho người ta. Tổng lý của hội thiện tâm lát sẽ tới họp với các quỹ viên. Tôi định là sẽ giới thiệu các nghĩa công cho ổng quen biết đó mà. Tổng lý hả? Có phải là mấy tổng lý thường hay ở trên TV bị người ta ép quyền mấy trăm ngàn này, quyền mấy trăm ngàn nọ không vậy? Tôi nói là Cam Lựu Hoành. Cái gì? Ổng vừa từ Canada về, thiệt là tốt lắm. Tốt lắm hả? Tốt cái con khỉ. Tiền đúng là quan gia mà. Ê, nè chị My à, đừng có nhăn mặt. Một lát gặp được hắn tôi chửi cha hắn giùm cho chị. Anh đừng có làm mẫu. Xảy ra chuyện gì vậy? Ê, tại con chỉ biết thôi, cái họ Cam này. Anh đừng có nói thêm. Chị My à, tôi muốn nói ra thôi mà. Ê, tôi thấy nhức đầu quá, anh có đi hay không? Ờ, đi mau vậy. Ờ, tôi đi trước, xin lỗi. Này chị My à, đất Hồng Kông nhỏ gì vậy? Chị lánh được hôm nay không lánh được ngày mai đâu. Anh làm ơn đừng làm phiền tôi có được không? Được, 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 không quấy rầy chị nữa. Tôi đi toilet trước, chị chờ tôi đi chung với chị nha. Đừng có đi nha. Sao lần nào cũng là anh vậy? Xin lỗi bà không sao chứ? Xuyên xuyên liều, dì xuân niêm mẫu đông. Hậu cảnh liều, bàn kê dê hông hông. Dì phân ca, lầu phóng phát hiên tông. Kê hê mẫu thiên, hồ sông, quay lòng. Hồng hóng như gia thiên hông khờ có cháu có học lâu. Vì ngó thâu thâu chuyên sách phú khảo tố hẳn trọng.